chào cả nhà đang quay lại với kênh của Đức Béo. Hôm nay Đức Béo có dịp gặp một bà bạn đồng nghiệp. Quý vị có nhận ra đây là ai không? Thôi để tự giới thiệu đi ha. Lâm Phương xin chào cả nhà của kênh Đức Béo. Lâm Phương chào các anh chị, các bạn đang xem kênh Hòa Ảnh Nhỏ. Lâm Phương chúc tất cả luôn vui khỏe, thành công trong cuộc sống. Và để buổi giao lưu hôm nay thì Lâm Phương xin phép mời cả nhà nghe ba câu vọng cổ truyền tình Hà Mặc Tử của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu do tiếng đờn của Đức Béo. Nhưng mà trước khi hát thì nói chung Lâm Phương cũng tiết lộ một chút xíu về thân phận của mình. Ngày xưa Lâm Phương đi học hát ở đâu, thầy nào là dạy Lâm Phương? Ngày xưa thì Lâm Phương cũng học bên lớp ca cổ đầu tiên của nhạc sĩ Úc Trọn ở quận 10, nhà 7. Rồi lớp lò ca cổ của cố nhạc sĩ Văn Dĩ do cô Ngọc Thạch và anh Văn An. Rồi sau đó là nhạc sĩ Di Khải. Rồi hiện nay cái công việc của Lâm Phương là sao, có thể bật mí chút xíu cho là khán giả gần xa được biết ha? Dạ, thỉnh thoảng thì Lâm Phương cũng đi lưu diễn vào các chương trình từ thiện ở tỉnh hoặc là do các ủy ban cơ quan mời. Rồi thỉnh thoảng có tham gia hoài phân động phim ngắn, rồi đóng quảng cáo, đọc lòng tiếng. Rồi thôi Đức Béo cũng chúc Lâm Phương là sức khỏe ha. Rồi cái giọng hát của mình cũng càng ngày càng bay cao bay xa hơn. Mặc dù mình cũng làm nghề nghệ thuật nhưng mà mỗi người mỗi công việc nó khác nhau. Mỗi người đến với nghệ thuật cũng rất là khác nha, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Rồi thôi, ví dụ bây giờ nói nhiều quá thôi, quý vị cũng sốt ruột lắm rồi. Thôi bây giờ quý vị thưởng thức giọng hát của Lâm Phương nha. Rồi. Bye bye. Bắt đầu rồi, được rồi. Em bà Hằng nói chuyện lớn quá. Em nói nhỏ chút thôi. Ai mua trắng, tôi ban trắng cho. Trắng nằm trên cành liễu đời. Tôi đã ra đi về châu đất, trọn đời sinh gia biệt ngàn thế. Ai mua trăng mà người đem trăng đi bán, và người định bán bao nhiêu một anh trăng. Người ơi trần gian hay tầng chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người đi thấy tình sao cất tiếng rào hoài để bán một dần trắng. Đã mấy đêm rồi tôi ngồi đêm sau băng, nghe sương khuya nhổ giọt vào. Tôi muốn hỏi người để mua đất dần trăng, nhưng chỉ sợ rồi trần gian ngu tôi. Thank you.
rồi nàng ngồi đêm sao băng thì ta đây cũng mấy đêm lần lùng cho con nàng buồn gì sướng hiên ơi nhỏ giọt ta cũng đợi chờ suốt một mùa trăng này cũng giống bóng một nhà thơ người bán dần trăng đã vĩnh viễn ra đi mang theo thơ nhạc và nửa đời sướng một kiếp chi nhân đã về chầu đất giữa một đêm sầu quan vắng cô trăng vàng biết bán bao nhiêu thương trăng đồng ít nhiều tình xưa một người bán một người mua mảnh trăng là một bài thơ đó này. Lâm Phương cảm ơn anh Đức đã hỗ trợ cho mình bài ca này để giao lưu cùng khán giả. Xin chào và xin bí mật Lâm Phương và anh Minh Đức là cựu thí sinh của cốp dập cuộc thi giọng ca cải lương bông hoa vàng đầu tiên của đại chúng nhân dân thành phố. Mến chào cả nhà nha, rồi chúc cả nhà có một ngày thật là nhiều dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng kính chào. Anh vô chưa ta? Anh hết vô chưa? Nói vậy vô đó. Rồi rồi. Chào cả nhà, hôm nay Lâm Phương và anh Minh Đức là hai cựu thí sinh giọng ca cải lương bông hoa vàng đầu tiên do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thì tình cờ hai anh em gặp nhau tại Vĩnh Lộc trong hội quán giao lưu. Thì anh em kết hợp lại anh Đức đờn hỗ trợ dùng cho Lâm Phương ca lại bài giọng bài còn nổi tiếng Lan và Điệp của Loan Thảo. Mời quý vị cùng nghe. Là em, em khóc nữa đi. Nếu mỗi giọt nước mắt tuôn rơi làm cho lòng em rơi đi một phần nào buồn tối, nếu những dòng lệ kia có thể xóa nhòa bớt những kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em cố quên đi thì trời ơi thật là đau xót cho tôi, không bằng muốn em còn nhớ là cả đời em vương khổ. Nhưng thôi Lan ơi em hãy quên đi chớ nhớ làm chi cái con người phản bội, bao nhiêu tiếng nói yêu thương còn âm vang trong gió nghĩa nặng quằn vai mà đã dồi giông. Trời Lan ơi, tôi biết nói làm sao cho Lan hiểu lòng mình, trong khi đối với Lan tôi là người bội nghĩa, còn đối với bác tôi ở bên nhà tôi là kẻ giống ơi. Hạt cơm ăn cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng tin nhớ lời thương còn dương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si, một thằng khờ dại. Đã làm nát lòng Lan còn gây khó lụy cho bao người. Lan, Lan ơi, lòng tôi giờ đây như muôn sát kim châm, như ai cào ai xé. Tôi biết phải ăn làm sao nuôi làm sao cho Lan hiểu.
cây điện còn đây, hàng bé bên đò vẫn còn nguyên đó. Nhớ còn in rõ bước chân của đôi bạn nhỏ nô đùa, do chị Bác Thiêu làm chiếc lá bàn trao lượng. Làn dối tài hái nhẹ tươi cười, Lan biểu tôi kết lá bàn làm áo mão để tôi khoác vào làm hoàng tử. Còn Lan, Lan là công chúa nhỏ như trong chuyện cổ tích ngày xưa. Rồi rồi xuống đến ông tàn đã mấy lượt nắng mưa, dù rạng vật có đổi thay nhưng lòng tôi không hề thay đổi. Đến mùa bãi trường lòng tôi thêm rộn ra, mong được về thăm người em gái nhỏ quê nhà. Lan ơi, điệp trọn đời yêu chỉ có Lan thôi, anh vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm. Nhưng người ta đã dùng quy quyền và thế lực buộc anh phải phụ phàng quên bỏ mối tình xưa. Rồi cho bên sông xưa vắng bóng một con đò, cho Lan héo rũ đau sầu trong tuyệt vọng, cho mảnh trăng quê không còn soi chung bóng, cho điệp và Lan chia biệt trọn đời. Nước đã theo dòng đá biển đông bắc nhát, mà đám lục bình còn trôi dạt lông đông. Đâu có ai đem con sao sang sông, để rồi con sao nó số lần bay xa. Phương giờ anh mình đích xin chào cả nhà Thiên Hương. Rồi, mến chào cả nhà nha. Rồi.